Dạ em Phúc Nghĩa, kết nối yêu thương xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ con chào chú. Chú chào Phúc chứ chú Nghĩa. Dạ con cảm ơn chú. Dạ chú ơi, hôm nay chú đến với chương trình kết nối yêu thương. Chú có thể giới thiệu giúp con là để gửi đến quý vị khán giả thân thương đó là chú từ đâu đến, chú tên gì và năm nay chú được mấy mươi. Chú giới thiệu về bản thân mình giúp Chú con ạ. xin chào chú Út và chú Nghĩa. Tôi Dạ con là cảm Lương Văn ơn. Xá ở Vũng Tàu. Tôi sinh năm 1963, hiện tôi đang ở Vũng Tàu. 1963 là năm nay mình 61 dạ 61 bao nhiêu chú? 61 61 tuổi rồi, đúng rồi, 61, năm nay là chú 61. Lúc nãy chú nói là chú tên gì chú? Tôi là Lương Văn Xá. Dạ chú Xá, 61 tuổi. Dạ chú Xá ơi, chú Xá giới thiệu thêm giùm cho con đó, tình trạng hôn nhân gia đình của mình nó giúp con, để con gửi đến quý vị khán giả. Tôi có một vợ có hai đứa, bây giờ tôi hai đứa con tôi nó có riêng tư, giờ tôi ở nhà có một mình, Dạ rồi tôi tính tìm một người về ăn săn sóc tuổi già. dạ tình trạng hôn nhân gia đình của chú, quá chú giới thiệu rõ hơn giúp con là chú với bà xã chú hiện tại trong trường hợp này là như thế nào đó chú? Tôi với bà xã tôi thôi nay cũng hai mấy gần 30 năm rồi, Dạ rồi tôi có bước thêm một bước nữa cũng có mấy có 1 năm 2 năm rồi, kiểu sống thử đó, rồi tôi thấy không vừa ý, bà cứ lợi dụng tôi không à, rồi tôi cũng bỏ. dạ rồi là gia đình mình hiện sau khi mà chú đã qua hai cuộc hôn nhân thì mình được mấy người con trong gia đình hết chú có ha? hai có hai đứa con gái à, dạ mà nó có gia đình riêng tư, nó ở riêng hết rồi. dạ vậy là mình thông gia hết cho chú. Cái đó là giờ có một một nhà có một mình tôi à, tôi không có vướng bận tới con cái tôi Dạ nữa. ý ý con nói là con là chú hiện nay là chú ở nhà một mình nhưng mà chú thông gia chưa đó, có xuôi chưa đó chú? Có cháu ngoại năm nay cũng lớn rồi, Dạ mình được mấy thông gia rồi chú? được hai luôn á, Dạ lúc nãy chú nói con là chú tên gì? Lương Văn Xá. Chú Xá ha, chú Xá ha, chú Xá. Năm nay chú Xá 61 tuổi. Dạ con hiện nay là nhà của mình đó chú, nhà của mình là ở tỉnh thành nào hả chú Ở ha? huyện Long Điền, Long Điền Long là Điền Bà Rịa Vũng Tàu á. Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ cũng gần đây mà cách cách đây 100 cây chứ gì hả chú? Cũng 100 cây á, Là sáng nay là chú tự lái xe vào luôn. tự lên xe vô luôn. Dạ hôm nay mình đến với chương trình kết nối yêu thương đó chú Xá, thì những ngày gần đây đó là chú có chia sẻ với gia đình của mình là chú đến với chương trình không, hay là người thân nào biết mình đến chương trình kết nối không? Có hai đứa con tôi đồng ý, tại vì tôi ở có mình đó, nửa đêm đó hôm thì Dạ nó cũng có dễ thấy có vợ chồng thì cũng lo nhau. cái công việc hiện tại giờ chú Xá ở Vũng Tàu là mình làm công việc gì hả chú? Làm bên xây dựng, còn nếu mà tôi giả tỷ cũng nhật có hai cái ngày nào mà mắc đó, thì tôi đi chặt thuốc, tôi hút thuốc, tôi đi cho người ta với hút thuốc từ thiện đó. Chú hút thuốc nam. Có phải là cách đây mấy tuần là chú gọi cho con, chú nói là gửi thuốc cho thầy Chí không ta? Phải Đúng chú rồi, đúng không? rồi, đúng rồi. Tại lúc đó là thầy Chí bạn, con có qua thầy Chí nhưng mà lúc đó thầy Chí không có nhà, là thầy Chí đi về gãy chặt thuốc. Đúng rồi. Là phải thầy thầy sư thầy Thích Thiện Chí bấm huyệt đúng không chú? Đúng rồi. Thầy đó đang ở nhà con. Thì hồi lúc trước tôi có hỏi, sợ nhiều khi có thiếu thuốc rồi tôi chặt tôi chở lên tôi làm từ thiện vậy. Dạ. Tại vì thầy là giống như là một tuần vậy đó, là thầy đi về gãy thầy một lần, là thầy có chiếc xe cái gì, chiếc xe lam đó, là thầy chặt thầy chở vô một xe vậy đó, là một xe về xài cũng cả tuần 10 ngày, là mỗi tuần là thầy tuần 2 tuần là thầy đi làm, thầy xuống thuốc là nhà thầy chồng luôn. Là con nhớ chú gọi con cả tháng hơn tháng rồi chứ. Đúng rồi, tôi Giờ con gọi nhớ rồi. tại lúc coi mạng rồi tôi thấy mấy ông thầy chí ông cũng làm từ thiện đó, thì dạ tôi cũng thấy tôi khoái, thì tôi hỏi ông dạ có thiếu thuốc gì tôi chắc tôi chở lên tôi cho. dạ con không thưa với chú là gì, thầy Chí hồi trước là thầy bấm huyệt á, là thầy bấm ở bên quận 2 đó, là thầy thuê nhà, sau khi con đưa bệnh nhân qua đó con biết được là thầy khó khăn rồi thầy bấm miễn phí mà thầy thuê nhà rồi ai thuê gì đó thầy làm kiếm thêm đóng tiền nhà, cái con mới thấy vất vả quá, con mới nói với thầy là thôi về bên chỗ con đi, con hỗ trợ cho 1 năm. Thì bây giờ thầy ở đến thời điểm này cũng năm mấy 2 năm rồi, cũng vẫn còn ở chỗ con đó, con giao cho nguyên căn nhà đó ở, con mua cái căn đó con lúc đầu là định bán, cái con không bán, nó để thầy bấm huyệt tới giờ ở đó, là vừa thầy vừa bấm huyệt và vừa làm mai táng không đồng luôn, là con giao cho thầy nguyên căn thầy ở đó. Tôi đó tôi cũng ở trên chùa mấy năm đó, tôi cũng dạ mới xuống rồi tôi cũng bị chặt thuốc cho chùa không à.
Dạ. Tại tôi làm cái ngày chủ nhật mà tôi nghỉ á, là tôi đi chặt thuốc cho chùa, tôi lội núi tôi chặt thuốc cho chùa. Dạ vậy ha chú ha, tôi dạ. Làm mấy cái phước lắm á. Đúng rồi. Dạ. À, chú Sáng năm nay 61 tuổi thì về cái về hoàn cảnh gia đình và chú cũng chia sẻ gắt gỏ về mình. À, chú cho hỏi thêm hả chú ha, cái công việc mà đó mình làm xây dựng đó là chú đi nhận mình nhận mình làm hay là mình làm lại cho người khác? Nhận chú cũng có mà bây giờ làm công cũng có. À, nói chung mình nếu mà mình nhận được mình nhận, còn không nhận được thì làm công hả chú ha. Hồi lúc trước á, tôi có vợ thứ hai nè, tôi dắt nó về trên Bình Dương á, làm á, làm quá trần tiền luôn, cái nó hốt đi hết luôn để ông duyên nợ hả chú. Đúng rồi, hết dạ. Nhà hết duyên. À, dạ chú Xé ơi, chú Xé hôm nay đến với chương trình, chú có thể chia sẻ giúp giùm con đó à, để mình tìm lại một nửa yêu thương của mình. Thì à, chú tìm à, cô khoảng bao nhiêu tuổi đi phù hợp với chú ha chú ha. Dạ bây giờ mình cũng lớn rồi, bây giờ bao nhiêu tuổi cũng được hết, lớn hơn tôi cũng được, nhỏ hơn tôi cũng được. Bây giờ là chủ yếu là mình về mình sống ông lo bà lo ông rồi thôi, chứ bây giờ mình đâu có đòi hỏi gì nữa. Dạ. Lớn nhỏ gì cũng được hết á. Giờ mình cần cái tê cái sự quan tâm về đúng tuổi rồi. Tuổi sớm chiều hay chú xe đúng ha. Đúng rồi, đúng rồi. Thì là lớn hơn chú cũng được mà nhỏ hơn chú cũng được. Dạ. Thì hiện nay là ở trên kênh của con đó là rất nhiều quý cô mà gọi điện thoại mà chưa có lên, chưa con chưa có đăng, chưa có lên hình nữa. Là cũng có mấy cô là 70 rồi bảy mấy, cũng có một cô 69, sáu mấy cũng có, còn khoảng 71, 72, 75 thì hôm nay là sẽ có một cô 75 chiều đến nè. Thì ví dụ sau khi con đăng cái video của chú đó, có những có quý cô mà từ khoảng 70 trở lên đó mà cảm thấy hợp với chú mà gọi cho con để là tìm hiểu chú, thì chú có đồng ý không ạ? Đồng ý gọi nó. Đồng ý. Đồng ý luôn hả chú? Rồi. Là chú nói chung là miễn sao là tìm hiểu một cô là hòa hợp với chú, hiểu chú và mang cho nhau cái hạnh phúc về sau này. Đúng rồi, với đúng chú rồi. Là không phân biệt tuổi lớn ha. Ờ tôi không, bây giờ tại lúc trước tôi lấy vợ nhỏ tuổi, giờ tôi sợ rồi tôi dạ. Làm trời, lúc tôi đi lên Bình Dương á, tôi làm tôi đi lãnh nhà công ty, tôi làm dư tiền quá chừng, làm xong bắt đầu cái nó gom đi không còn đồng bạc luôn. Dạ rồi, vậy là con cũng thưa chú lên một lần gì nữa ha. À, có quý cô nào mà bảy mấy 80 gì đó là gọi là chú đồng ý không? Chú đồng ý tìm hiểu không? Đồng ý luôn hai chú, 80 vẫn đồng ý luôn. Nhưng mà giờ không có, nhưng mà giờ không phải cho được được chút nha, đừng có. Dạ. Đâu, điểm cô mà 80 á là còn sức khỏe, nhiều cô tốt lắm. Hồi trước có đến văn phòng con mà nhiều cô là nhìn trẻ trung, nhìn cũng như là khoảng trẻ hơn 10 mấy tuổi luôn á. Nhìn trẻ lắm. Thì cũng được, nhưng mà phải dòm cho nó hơi mập mập đồ để đeo. À, vậy là cô thích, cho chú thích là có da có thịt ha. À, đúng rồi. Dạ, vậy là 80 mà có da có thịt là vẫn được hả chú? Được hết, không. Dạ. À, chú là chú nói là tiễn mà bà xã 80 tuổi vẫn được à, có nhưng mà thích mẫm mỉm có da có thịt. Chú công việc chú làm cái gì? À, chú làm mà xây dựng, là có những lúc là đi nhận thi công à, nhận thầu đó. Vậy là nhập ổn định hả anh? Ổn định chứ, mà ngoài ra là chú làm phước thiện như là đi chặt thuốc, đi chặt thuốc trên rừng trên núi để cho chùa. Tại vì sao hồi lúc trước á, cái ông vợ nhỏ tôi nó hốt, lúc tôi ở Bình Dương á, tôi đi lãnh tôi nhận công trình trên đây nè, tôi làm tiền dữ lắm, cái nó hốt đi, cái tôi buồn, cái tôi bỏ lên chùa tôi ở 5 năm rồi bắt đầu tôi dạ. Mới xuống đây khoảng chừng xuống nhà là 2-3 tháng, nhà thì cũng có cái nhà riêng. Dạ. Ủa chú, vậy là chú mới nói là vợ nhỏ hả? Vậy là chú nhiều vợ lắm hả? Không có, thứ bà thứ hai á. Là có nghĩa là chia tay rồi mới đến với cô thứ hai đúng không? Đúng rồi. Cái đó là cô vợ thứ hai chứ sao dùng vợ nhỏ, tưởng là chú nhiều vợ nữa, hết hồn. Bà cũng đi lên làm công quả trên chùa, tôi cũng ở trên chùa cái vô chùa quen nhau luôn. Ông bà cái bà nói bà rên, bà nói bà không có nhà có cửa chồng quýnh gì, mình thấy mình mới tội nghiệp bà, mình mới dắt về Bình Dương mình lãnh mình làm cái trời quá sức bà uống rượu dữ lắm. Dạ. Tôi về tới nhà tôi phải nấu cơm nấu nước mà nhiều khi bà còn quất á. Dạ. À, chú cho hỏi là giờ là mình cần tìm một người bạn đời của mình để đi hết quãng ngày còn lại đó chú. Đúng rồi. Và cái độ tuổi là tuổi khoảng 80 là chú cũng chấp nhận. Về cái tính cách như thế nào chú có thể chia sẻ giùm con để quý cô hiểu được chú á. Bây giờ tôi nói mấy kiếm mấy người hiền cũng có cái đạo đức chút, chứ nhiều khi tôi ở nhà rồi tôi ở không á, tôi cũng đi chặt thuốc cho chùa, tôi đi bút bông bông đủ tùm lum hết á. Sợ nhiều khi mấy bà phải họp với mình. Nhiều khi đi làm từ thiện mấy bả la cũng thấy cũng phiền. Dạ.
vợ chồng mình sống là tôi nói thẳng vợ chồng tôi cưng vợ lắm. Nhiều khi tôi nấu cơm, tôi dọn dẹp, tôi giặt đồ giặt đạc hết rồi tôi đi làm về mà dạ. Tôi phải đi chợ nữa, rồi tôi cần một người là chỉ phải nói chuyện đàng hoàng rồi chứ tánh tâm đức là tốt là được rồi. Dạ. Cô cũng không cần giàu nghèo gì hết. Dạ, vậy là giờ mình có nhà riêng rồi, cô về là chỉ là xách cái vali đồ là về đó, chỗ ở mình an cư lập nghiệp vậy hả chú ha? Đúng rồi. Dạ, cô chú càng tìm một một người bạn đời của mình không phân biệt tuổi tác, cái tuổi mà lớn khoảng 80 chú vẫn chấp nhận, mà quan trọng cái điều cái tiêu chí của chú á là càng một người có cái hướng làm phước thiện hết chú ha. Đúng rồi. Dạ đó. Chứ giả tỷ bây giờ nếu mà cái người đó mà kêu tôi về nhà ở tôi cũng đi luôn. Dạ. Tại giờ tôi cũng không có vướng bận gì con cái gì nữa đó, tôi ở. Dạ. Đó. Sẵn sàng đi qua bên nhà bên bển ở cũng được. À, bắt rễ đi ha chú. Ờ đúng rồi. Dạ. Nói chung là mình ở đâu mà quan trọng là vợ chồng hiểu nhau. Đúng rồi. Mang cho nhau cái niềm hạnh phúc cái tuổi sớm chiều rồi. Đúng rồi, mình dạ. Bây giờ nhiều khi về tới nhà hai vợ chồng rồi ngồi dọn cơm ăn cơm rồi tuổi già thấy nó cũng vui. Dạ. Tôi nó ăn có tôi đi làm có bữa về có chiều tôi cũng ăn cơm luôn á. Là ăn có mình rồi thằng như thấy nó buồn cái. Dạ. Dạ. Nhiều khi tôi cũng không có chịu, tôi cũng không nấu, cái tôi cũng ngồi nằm tôi ngủ luôn à. Vậy đó chú. Cũng buồn ha, đôi khi mình thui thủi đi làm về có bà xã hủ hỉ đâu ha chú. Đúng. Ví dụ nấu bữa cơm đồ ăn hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Rồi mình về cũng tuổi thân. Dạ. Thì thông qua chương trình ngày hôm nay, anh em con đại diện chương trình Kết Nối Yêu Thương cũng cầu chúc phúc cho chú một ngày sớm nhất để mình tìm được một nửa yêu thương của mình. Về cô chú vun đắp là những ngày hạnh phúc về sau hả chú ha. Ờ đúng rồi. Đó. Con cũng thưa chú là về anh em con chỉ là làm nhịp cầu nối thôi, còn để đến với nhau có duyên hạnh phúc hay không á là do trái tim từ hai người nữa. Đúng rồi đúng rồi. Đó. Mình phải tìm hiểu chứ đâu. Dạ nói chung bây giờ gì đi chú, con là con cháu cũng như là con có lời động viên thôi. Sau khi chia sẻ video chú cũng đổ dở hai lần rồi, ví dụ mà tìm cảm thấy cô nào hợp với mình đó mình cũng chịu khó tìm hiểu đi chú, chứ bây giờ không lẽ mỗi lần đổ dở cái mỗi lần phải tiếp theo mình lớn tuổi hả chú ha, cái mình tìm hiểu cho kỹ đi chú, kỹ một tí đi. Con vợ sao tôi nó quá hốt rồi, tôi cưng vợ lắm, tôi đi làm về tôi phải đi chợ nấu cơm nấu nước. Dạ tôi con nghĩ cái việc nấu cơm giờ thì chồng nấu vợ nấu được, nói chung là cái việc nhà giờ của hai vợ chồng đó chú, ai rảnh thì làm để mình phụ qua phụ lại cho nó đúng hòa đồng. Còn tôi không có nhậu nhẹt thì không có, chỉ có nếu mà hút thuốc thôi chứ ngoài ra dạ. Không có gì, không có nhậu nhẹt gì hết á. Dạ nói chung thì đàn ông thì bia rượu thuốc lá thì nói chung cái điều đó cũng không có thể nào mà cũng có người có người không, mà theo ông nghĩ bia rượu thuốc lá thì mình đàn ông mà cũng phải có giao lưu những cái đó nhưng mà mình hạn chế tí. Dạ mà tôi không có uống rượu nào á. Dạ không uống được thì cũng tốt cho sức khỏe mình. Đôi khi cũng có nhiều quý chú quý anh đó bia rượu là gì liên quan đến công việc đó chú, mình giao lưu rồi gặp anh em bạn bè từ chối cũng khó lắm, nhưng mà mình hạn chế được là tốt hả chú. Đúng rồi. Dạ dạ thông qua chương trình ngày hôm nay chú có lời gì gửi đến quý bà con cộng đồng và cũng như là quý cô xem qua chương trình để hiểu được tâm tư nguyện vọng của chú đó, liên lạc về chương trình để làm quen với chú không à, chú cũng mời chú chia sẻ. Tôi thì cũng mong kiếm một người vợ đặng có đạo đức với tâm đồ là hợp với tôi, đặng mình ăn ngủ tuổi già giờ chỉ có người đàn ông lo cho bà cho lo ông, chứ giờ cần tuổi này cũng đâu có lựa chọn gì nữa, ai cũng được, tuổi gì cũng được, không có kỵ hạp gì nữa là tôi cũng chấp nhận. Dạ nói chung là tuổi tác chú cần một tình thương, quan trọng là hiểu chú nè. Đúng cô rồi. Chú hiểu nhau và mang cho nhau hạnh phúc. Thì con hiểu được cái tuổi cô chú lớn á, con tiếp xúc nhiều ông bà cũng chia sẻ cho mình những cái ý kiến đó chú, sợ cái nỗi cô đơn về tuổi lớn của mình lắm, tuổi xế chiều lắm. Đúng rồi. Đôi khi mà có một người bạn kế bên hủ hỉ trò chuyện rồi cơm sáng cơm chiều cảm thấy ấm lòng hả chú ha, dù cho là cái buổi cơm nó đạm bạc chứ là muối tiêu dưa mắm gì đi, nhưng mà cảm thấy có vợ có chồng là hạnh phúc rồi. Tôi tính ở chùa về là tôi không có vợ nữa rồi. Bắt đầu cái tôi về tôi làm á, làm tới 5 giờ về phải lo đi giặt đồ khui củi nấu cơm, phải đi chợ một mình. Bây giờ tôi mới cảm thấy là mình thiếu vắng người đồng bào.
Hồi trước là chú mình quy y ở chùa nào chú? Ở trên núi Bồng Lai ở núi Vinh đó. Dạ, hồi đó mình ở trong chùa được mấy năm chú? Ở 6 năm. Qua wow, 6 năm luôn. 6 năm mà tôi học làm thuốc không à. Dạ. Tôi đi chặt thuốc, làm từ thiện với vô thuốc cho thầy đi cho dạ. Luôn. Dạ, giờ trong, vẫn... trong chùa mình có hút thuốc nam luôn hả chú ha? Thuốc nam cũng từ thiện. Dạ. Thuốc với ông thầy hay lắm, trị ung thư còn hết. Dạ. Là trước đó là có cái cơ duyên mà khi mà chú gặp bà xã chú là chú ở trong chùa là chú gặp được ha? Ở trong chùa lúc đầu thì cũng ở trong chùa gặp dạ. Bà rồi bà mới nói là chồng bà quýnh đâm bà gì tùm lum á, thấy bà tội bà không có nhà không cửa. Dạ. Rồi tôi mới chịu quả rồi dắt về ở trên Bình Dương làm để tôi đi lãnh nhà tôi làm đó. Dạ. Lãnh công trình rồi tôi làm cái tiền quá chừng cái đụng ra cái bỏ gom đi không còn một cái quần bận nữa. Đó không chú, con nghĩ là đôi khi là cô giữ cho chú để sau này mình hữu hỷ cái tuổi sớm chiều đó. Đôi khi cô giữ lại, đôi khi cần để có mình chi tiêu. Phụ nữ thì hay tiết kiệm lắm. Bà nhậu dữ lắm mà tôi nói hẳn trời tại tôi chưa kể hoàn cảnh, chưa kể hoàn cảnh là thấy thảm lắm cả. Dạ. Vậy là lúc đó là chú làm thuốc phước thiện ở trong chùa, chú ở là chùa luôn. Ở trong chùa luôn. Rồi cô đó là ở trong chùa luôn hay là sao chú? Bà cũng đi làm không cái lúc trước mà mới quen á. Dạ. Tôi cũng đang lên thôi vợ mười mấy luôn, gần 20 năm tôi mới gặp bà. Dạ. Bà mới kể hoàn cảnh vậy đó. Ông lúc... ý con hỏi là lúc mà chú ở trong chùa chú quen cô đó là cô cũng làm phước thiện trong chùa luôn. Bà đi làm công quả ở đó, dưới chùa. Đó, ở làm chùa. Công quả trong chùa cùng với chùa chú luôn. Cũng làm chung luôn. Dạ. Làm công quả cũng có cái duyên của hai chú ha. Đúng rồi. Cũng là gặp nhau cô chú gặp nhau trong chùa cũng cái duyên. Dạ. Nói chung mình làm vậy là mình làm phước được là điều tốt đó chú. Dạ. Thì thông qua chương trình ngày hôm nay chú có chia sẻ gì thêm để con tạm khép lại chương trình đi. Thôi xin mấy lời gửi đến cộng đồng anh chị em nào thấy hoàn cảnh tôi thì kết bạn Zalo với tôi nói chuyện thì mình an ủi tuổi già. Dạ. Rồi xin chào. Dạ một lần nữa con Phúc và cùng em Nghĩa đại diện chương trình Kết Nối Yêu Thương cũng xin cầu chúc chú xá một ngày sớm nhất để tìm được một đứa yêu thương của mình và quan trọng đặc biệt hơn nữa là sức khỏe luôn được bình an hai chú ha. Và cũng xin kính chúc quý khán giả xem video trong ngoài nước ngày mới an lành và hạnh phúc trong quá trình chia sẻ video. Có những gì xây sức về âm thanh, hình ảnh, giảng câu chuyện không được lưu lót. Cũng mong quý cô chú anh chị để là phần comment hướng dẫn anh em sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn. Quý cô chú anh chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương vui lòng liên lạc số điện thoại trên màn hình hoặc đến quốc lộ 1A chợ đầu mối Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, anh em hỗ trợ chia sẻ thông tin hoàn toàn miễn phí. Dạ xin chào, con chào chú nha.